Hôm qua Như Đức gặp một cái cô này, cô nói một câu rất hay. Cô nói nghe mình chia sẻ Phật pháp, thầy nói rằng trong câu A Di Đà Phật có đầy đủ các hạnh, dù hiểu không hiểu gì nhưng chân thật niệm Phật thì tự nhiên những nỗi buồn khổ trong lòng tự tan biến. Thì khi cô nghe vậy rồi cô chân thật cô niệm Phật, tại vì cô có nhiều cái buồn khổ quá, cô chân thật cô niệm Phật. Khi cô niệm Phật hết lòng hết dạ thì cô nói rằng rõ ràng thầy ơi, tự nhiên niệm Phật một cái là trong lòng mình nó hết buồn khổ, mà phải chân thật hết mình và phải hoàn toàn đặt lòng tin. Nên có một câu này: nếu như gặp việc gì không vừa ý, tâm phiền não khởi lên, lập tức chuyển tâm qua câu A Di Đà Phật, nhanh chóng niệm lên câu Phật hiệu. Rõ ràng không? Nghĩa là tổ sư nói một câu rằng là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là tất cả những ý niệm ngoài câu A Di Đà Phật, vừa khởi những ý niệm nó lên thì câu A Di Đà Phật đến liền. Cõi đời vô thường, như hồi tối Như Đức đi qua Đại Tùng Lâm, trên đoạn đường về Như Đức gặp người ta bu rất là đông, đứng lên trên những cái lề đường đông vô cùng, chạy xe ngang thấy xe hơi đụng xe Honda đắp chiếu đâu mấy chiếc chiếu, không biết mấy người chết. Thấy cảnh tình đó, chạy xe ngang cái mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm cho người ta vài câu A Di Đà Phật. Nhưng ngày xưa mình không hiểu là mình tội nghiệp quá, quá tội nghiệp. Tuy câu đó là thiện nhưng nó lại không đặc biệt bằng câu A Di Đà Phật. Câu A Di Đà Phật là nó giải luôn thiện, nó giải luôn ác. Nghĩa là giải luôn thiện thế gian, nó giải luôn ác, nó thành chân thiện. Chân thiện là giải thoát, hiểu không? Còn cái thiện là nó còn nằm trong lục đạo. Nên gặp tình cảnh gì niệm A Di Đà Phật đề xướng câu Phật hiệu lên liền. Rồi xong Như Đức nói chuyện với chú lái xe, Đức nói một câu nè: chú thấy rằng mình được ở trong chùa xuyên suốt đúng là đại phước báo. Mình chạy xe ra đường, mình đi ra đường nó còn có những cái cộng nghiệp ở ngoài đường. Mà khi mình cộng nghiệp ở ngoài đường rồi á, là người ta theo quy tắc đó, người ta sắp xếp. Bây giờ nằm đó gì cũng, ví dụ mình muốn lỡ hộ niệm cũng là giữa đường, khó lắm. Nên mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc mà được một ngôi chùa, khung mình ở trong ngôi Tam Bảo, yên ở trong ngôi Tam Bảo. Nhưng Đức nói rằng mình mừng, thiệt là mừng. Tại vì sao? Mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, mình không có đi lạng quạng bên ngoài. Mình là lạng quạng bên ngoài, có khi mình còn cộng nghiệp như những Đức thường đi ra ngoài đường, chạy qua chạy lại ở đây qua Đại Tùng Lâm suốt. Có khi nó còn cộng nghiệp bất tử ở dưới cái sự nghiệp, cái nghiệp quả cõi đời này. Còn bây giờ mình ở trong chùa luôn, dù cho nó cái nghiệp duyên gì đến, mình cũng là trong ngôi Tam Bảo, cũng là nhiều người tu giúp đỡ mình. Không. Nên cái người mà thường ở nhà tuổi già đồ chăm cháo đồ này kia, lau nhà nấu cơm đồ, siêng niệm Phật, cứ chân thật niệm Phật chứ đừng có bực bội khó chịu cằn nhằn gì chứ. Cứ siêng niệm Phật đi, rồi niệm Phật giết quý vị sẽ thấy sự an lạc vui vẻ. Nên công đoạn này nêu lên rằng là gặp sự phiền não thì chân thật phát khởi niệm Phật liền và tự phản tỉnh nghĩ: ta là người trong thế giới A Di Đà Phật, sao lại có thể giống như người thế gian? Nghĩ như vậy ta có thể chuyển giận thành vui, vui vui vẻ vẻ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tại vì mình niệm Phật là mình muốn sanh cực lạc, mình đâu phải như người thế gian giận hờn bực bội khó chịu chi. Nghĩ vậy cái là tự nhiên mình vui vẻ mình niệm Phật liền. Nên trong câu Phật hiệu có hành vô ý thí, trong câu Phật hiệu mình niệm lên tự nhiên giống như nó xóa tan những nỗi buồn trong cõi lòng.
Con người thường buồn giận người là nó hận trách. Hận trách mới buồn giận. Mà đem câu vật hiệu để vào tâm, đem tâm trụ vào câu vật hiệu. Vậy thì cái tâm nào là cái tâm hờn giận, hận trách nữa? Không có. Mà không có những cái tâm đó thì vui. Nên thường nhớ ai với Đạo Phật là thường vui là đúng rồi. Nhớ ai với Đạo Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc. Mỗi lần mình bực bội khó chịu vì ai cái là mình nhớ ai với Đạo Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc. Tự nhiên trong lòng mình nghĩ mình tương lai Phật hay là rước mình. Đâu phải mình ở cõi đời này hoài đâu mà mình bực bội khó chịu làm chi. Ở cõi này chỉ mấy chục năm ngắn ngủi đâu, đâu phải ở hoài đâu. Dù cho là thuận duyên hay nghịch cảnh gì cũng đâu phải ở cõi này hoài đâu. Tương lai mình về Cực Lạc rồi, mình đâu phải ở cõi này hoài đâu. Mình nghĩ vậy cái là thông suốt cái tâm. Cái việc không vừa lòng không vừa ý buông xuống liền. Tại vì mình đâu có phải ở cõi này hoài. Vợ hay chồng gì cũng đâu phải là mình sống với nhau hoài đâu. Giống như gặp nhau cõi đời này như bèo nước gặp nhau quý vị. Nếu như mình mà không hiểu nguyên lý này mình dễ bực bội khó chịu. Khi vợ hay chồng gì giỡn ngại cái tâm mình chút hoặc là cười giỡn với ai một cái thì mình cũng bực bội khó chịu lên. Mình nghĩ rằng là chắc ở với nhau mãi hay sao. Mình có thể dạy người nhưng người có tâm tính của họ. Khi mà buộc ràng hậu quả quá thì cũng có khi có tác dụng phụ. Nhớ. Mà mình mà buộc ràng cái tâm mình quá có khi mình cũng thành tiêu cực. Người tu hành là nó phải có niềm vui, có sự tự tại. Nó mới tu lâu dài được. Nhớ. Nên những đức thường nói với các anh em rằng tha thứ cho nội tâm của mình để cố gắng. Rồi tha thứ cho người khác khi sai lầm. Đừng có đem những cái bực bội khó chịu để trong tâm. Để tạo ra nguồn gốc của tam đồ ác đạo. Không có kết quả gì hết. Mỗi một người chúng ta làm nhiều cỡ nào đi chăng nữa, đây cũng là cái tạo ra cho mình. Hiểu được nguyên lý này rồi, tạo cho mình làm gì bực bội. Có làm giùm cho ai đâu. Tạo ra cho mình mà. Đến ngày Hư Văn 120 tuổi, ngài còn đi cấy lúa. Đệ tử kêu nghỉ đi thầy. Ngài nói rằng phước điền mỗi người tự tu. Và Thượng Hải Hiền đến ngày cuối cùng còn đi làm việc. Tối lại xếp đồ xong rồi giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vô cùng là tự tại. Cuộc đời con người chúng ta cứ nghĩ rằng ở cái cõi đời này những cái gì mình có trong tay mình là nặng nề là đó là cái của mình. Người thân thương của mình là luôn luôn tình chấp nặng nề là họ thuộc về sở hữu của mình. Chúng ta quên mất tiêu tương lai mình đi về Cực Lạc rồi. Nếu như mình không bồi dưỡng cái tâm gì Cực Lạc là mình thất bại. Thất bại. Và thất bại to lớn quý vị. Nguyên lý của phiền não là do tình chấp nặng nề. Nguyên lý của vui vẻ là do cởi mở phiền não. Nhớ. Mình chỉ cần cởi mở được cái phiền não thì sanh tâm hoan hỷ. Mình không cởi mở được cái phiền não thì sanh tâm khổ đau. Nên mỗi một người mình nghe đạo cởi mở tâm tư. Nên tại sao có nhiều người nói rằng là ngày nào con chúng con cũng chờ hai buổi này. Sáng nghe cái là thấy trong lòng nó thoải mái. Nó an lạc, thoải mái. Nên Phật Pháp cho chúng ta sự an vui tự tại mà còn hướng chúng ta đến một con đường giải thoát. Giải là hiểu vô thường, thoát là không phiền não người để trong tâm. Nó, người ta chạy xe ngoài đường có ai nghĩ rằng hồi nãy vừa tung tăng dẫn xe ra khỏi nhà. Rồi bao nhiêu người trong nhà nhìn tình cảnh con cái mình, cháu chắc mình chết gì. Sự đau khổ này cỡ nào, hoặc chồng hoặc vợ mình chết gì. Sự đau khổ cỡ nào. Nghĩ mới hồi nãy vừa gặp nhau, mới hôm qua còn bao nhiêu lời ăn tình. Mới hôm qua còn trao cho nhau bao nhiêu lời hứa hẹn. Vậy mà hôm nay nằm chơi chọi đây chết rồi. Xe đụng, banh chành đầu cổ, chết. Nghĩ lại những cái dư âm hẹn hò, những cái dư âm trao nhau lời ăn tình kia. Bây giờ xa cách nhau, nghĩ đến cái chuyện xa cách, không có ngày gặp lại này, sự đau khổ đó đi đến mức tột cùng và trở thành người tiêu cực, có những người quản trí và trở thành điên cuồng, hoặc có những người kết liễu cuộc đời mình, nghĩ rằng đi theo người mình thương yêu.
Bao nhiêu cái mê hoặc điên đảo nó làm cho con người chúng ta đi vào cái sự khổ đau càng ngày càng đọa lạc. Mình là người tu đạo, nhìn cái vô thường đó để nhìn lại mình. Bây giờ muốn giúp người ta lìa khổ được vui, chỉ có con đường là mình phải nhất định niệm Phật về cực lạc. Nhìn cái vô thường để nỗ lực cố gắng mà tu. Giống như năm xưa, khi Tào Tháo đọa vào lò súc sanh, có một người màng heo mổ bụng heo ra, cái bao tử có hai chữ Tào Tháo. Ông buông dao đồ tể xuống liền. Từ đó về sau ông tu hành niệm Phật cầu sanh cực lạc. Suy nghĩ rằng một con người quanh quanh liệt liệt như vậy, cuối cùng ông chết ông đi làm súc sanh. Vì thì con người đến với cái cõi đời này tranh danh đoạt lợi được ý nghĩa gì? Tự nhiên giác ngộ, tu hành giải thoát. Nên mỗi một người chúng ta nghe đạo nghe gì rồi tâm trạng của người mình nó lắng động. Hơn thua hung bạo gì? Giành giật cái không phải của mình giành giật làm gì? Cái của mình khỏi cần giành giật nó cũng đến với mình. Cái đã không phải của mình giành giật chi? Sanh phiền não thêm. Cả con người cũng vậy. Ngoài đời mình yêu thương một người nào đó, mình dùng mọi cách để muốn chiếm hữu được người đó. Nhưng nó đã không phải của mình, làm sao chiếm hữu được đấy? Nhớ hồi đó dưới quê nhà Đức thấy cái cặp này yêu nhau, có duyên mà không có nợ, cha mẹ không đồng ý, cuối cùng đem cô gái đi gả. Chàng trai này uống thuốc sâu tự tử chết, cô gái kia cũng có chồng. 2-3 năm sau thì cô gái kia có 3-4 đứa con. Còn anh chàng kia thì tan thành cho bụi, linh thức thì lại đem ăn sự khổ đau và đọa tam đồ ác đạo. Nên mỗi một người chúng ta nghe đạo và thông suốt cái tâm mình, đến với cái cuộc đời này, duyên đến thì gặp mà duyên hết thì xa. Có duyên mà không có nợ thì không được ở bên nhau. Duyên nợ phải đồng điều thì mới được gần gũi bên nhau. Chúng ta được ở trong ngôi tam bảo, có duyên và có nguyện, nhớ nghe, có duyên và có nguyện, nên được gặp nhau trong ngôi nhà tam bảo. Nên mỗi một người hết sức là trân quý cái đại sự nhân duyên tuyệt vời này. Phật nói trong kinh, được thân người khó được, gặp Phật pháp khó gặp, gặp tịnh độ càng khó, gặp thiện trí thức giảng dạy cho mình tu hành càng khó. Những cái khó này bây giờ mình có, mình gặp, đây là cơ hội mà mình nắm bắt cơ hội này, cố gắng nỗ lực. Nên những người mà không tiếp nhận tư tưởng tu hành giải thoát, dù có nghe đi chăng nữa, giống như là nước đổ lá môn, nước đổ đầu dịch. Vì thấy không, cái lá môn, lá môn lá sen, nước chế lên nó lông lăn. Mình cầm cái lá mình hắt nhẹ cái tạt hết, không lưu trữ lại một chút gì để ướt được lá sen hoặc lá môn. Cũng như là một con người không tiếp nhận tư tưởng thì dù có ngồi bên cạnh mình nghe mình nói tư tưởng, họ cũng không có một chút xíu gì bỏ vào tâm. Giống như họ chỉ cái hướng về đi về một phương trời nào đó. Có những người gì, có một cái cô này, cô đến cô nói thầy cố gắng phiên con ở trong chùa tu. Những đức nói cô cố gắng tu đi. Con người duyên nó chỉ như vậy thôi thì nó sẽ là như vậy. Nghe mỗi ngày mà không tiếp nhận thì cũng như nước đổ lá môn. Họ muốn thích đi tìm khổ thì tìm khổ đi. Họ muốn tìm cái lối sống vô nghĩa thì họ tìm đi. Con người chúng ta nhận thức được lối sống có nghĩa thì mình sẽ cố gắng. Còn lao đi tìm cơm ăn áo bận để sống những ngày tháng buông trôi cuộc đời, có một hai cuộc vui nhưng mà đánh đổi số mệnh cuộc đời và đi đến cảnh giới đọa lạc. Còn mình bây giờ có những thời gian của mình lắng động lại trong chùa, thì mình không chơi như người thế gian nhưng mình lại có hưởng được cái niềm vui của pháp lạc. Mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Người còn trẻ mà phải có chí nguyện, chí hướng thì mới tu đạo, giải thoát được. Còn nếu không đi vô chùa, sống cho qua ngày đoạn tháng thì cũng uổng một đời của mình, ý nghĩa gì đâu. Nên cái hơn nhau chỉ có cái là bạn có tiếp nhận tư tưởng hay không, bạn nhận thức được vô thường hay không, thì tự nhiên bạn sẽ sống những ngày tháng đặc biệt tuyệt vời, vừa vui vừa có ý nghĩa. Đó là những việc mà mỗi một con người chúng ta đến với cái cuộc đời này phải nhận thức, quý vị.
phải nhận thức cho sâu sắc. Hôm nay thứ bảy chùa mà tổ chức chương trình khiếm thị, sáng này 2 giờ mấy người khiếm thị đến ào ào ngồi băng ghế lớp vô chánh điện nằm, nhiều lắm, đông lắm. Mỗi lần như đức tổ chức chương trình khiếm thị quay phim lại bị coi đi, nhìn gì cái vô thường của cuộc đời mình, lục căn đầy đủ, gặp một cái khổ mình cũng đã buồn chán. Người ta mù què hoặc cục tay cục chân, vậy mà người ta vẫn lê lết sống. Nên đến với nhau bằng tình người, gọi là tình thương mến thương. Mình có một chút vật chất, chia sẻ nhau mà sống. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cái đặc biệt là vì chùa mình đem Phật Pháp giới thiệu cho người ta, hướng cho người ta một con đường giải thoát. Đây là điều mừng lắm rồi đó quý vị, rất là mừng luôn. Nếu như Phật Pháp mà không có cái gì dạy cho người ta là giải thoát hết trơn thì đúng là vô nghĩa. Sống như ngày tháng cho qua ngày đoạn tháng thiệt. Nhận thức hiểu được rồi thì cố gắng liền. Nên trong chùa mỗi lần như Đức gặp mấy anh em mỗi tuần thứ sáu người nam, như Đức có đưa lên tư tưởng, đừng có để tuổi trẻ mình lún qua uổng lắm. Cái ăn cái ngủ cuộc đời mình nó đã nhiều quá rồi, mình theo thời gian chút vậy thôi, còn nhiêu bao nhiêu thời gian khác mình làm việc ý nghĩa trong cuộc đời. Trong chùa bao nhiêu việc làm, ngoài đời mình muốn làm cũng được, nó tiền đó mình làm, có khả năng gì làm. Tại sao mình thấy những người ngoài đời, có những người tuổi trẻ sáng đi uống cà phê, trưa đi uống cà phê, chiều đi uống cà phê, cứ đi lang thang ngoài đường, có khi ly cà phê còn đi uống thiếu người ta nữa. Nói ai xa lạ, như ngày xưa những đứa còn nhỏ nhỏ mười mấy tuổi, có khi ly cà phê còn đi uống thiếu, ngồi nghiêu ngao uống cà phê nói chuyện tán dóc. Bây giờ nghĩ lại đúng là những ngày tháng nó nếu tiếp tục tới bây giờ thì một đời mình đúng là vô nghĩa. Mình cũng không biết nó là vô nghĩa, bởi vì nhờ có người giảng pháp cho mình nghe để mình nhìn đó, đó là vô nghĩa. Có khi đi ngoài đường dắt điếu thuốc vô lỗ tai, hoặc là vừa đi vừa nói chuyện ngôn nghiêu ngao chữ thề, có không? Có mà. Từ nơi những điểm đó mình thấy đúng là cuộc đời mình vô nghĩa. Nếu như cái tiếp tục như vậy thì cuộc đời mình khi chết đi đọa tam đồ, đến thì cuộc đời này sao vô duyên gì, hiểu không? Nhận thức được rồi tự nhiên mình chọn đạo pháp liền. Đó là tiếp nhận tư tưởng. Còn người ta không bao giờ nó tiếp nhận, nó bích lấp lên rồi nói gì dòng do nữa. Ra đời tay làm hàm nhai, tay ngưng hàm nhịn, làm qua đường chút gì bắt đầu là đi kiếm cuộc chơi, cứ vậy cho đến tuổi già. Có những người nghĩ chơi đi tới tuổi già vô chùa này tu, chưa chắc bị vô được. Có khi vì chưa vô đây là vì bỏ mạng, vì chết rồi. Cái cõi đời này nó quá vô thường vì nó đơn giản quá, không có phước duyên gì chân vô mà được cho người ta lo hoàn toàn hết. Vì phải có phước duyên đặc biệt gì mới được vô mà người ta lo hết cho mình. Có những người ta tu thời gian dài gì, mà vì mới vô chùa người ta đã lo từng chút cho quý vị rồi. Thì vì nghĩ cái phước báo vị lớn cỡ nào chưa? Có khi ban bệ công quả đồ này kia, những đức chăm lo từng chút quan tâm, để làm chi? Chứ vị thấy được cái nhân cái quả vị lo cho tới vị được gì đó. Còn không biết văn quý thì gán chịu. Người ta làm thiện người ta có cái thiện, còn mình không chịu nỗ lực thì mình hết phước trong mạng mình, mình mượn phước người ta mình xài. Nhớ cái câu mượn tiền trả tiền, mượn gì trả nấy. Nên mình được trong ngôi nhà tam bảo, mình nỗ lực chăng thật, đây là những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Một buổi cơm, một buổi nấu ăn, một cái lau nhà, một cái dọn dẹp bàn ghế, tất cả việc xung quanh chùa đều là những việc ý nghĩa để phục vụ tam bảo. Mỗi người phải đúng cương vị của mình, nhiệt tình hết mình, chân thật mà làm. Đây là cơ hội mà không nỗ lực thì đúng là mình quá dại khờ. Ngoài đời mình muốn làm có tiền làm, có việc gì đâu mà làm. Bây giờ vô chùa bao nhiêu việc ý nghĩa vậy mà lại bê tha, làm cực một chút lại sanh tâm phiền não, khó chịu, bực dọc, la gầy sùm, trong khi quên mất tiêu mình đang làm cho mình kể lễ gì. Bây giờ vì coi như chùa chiền này như đức dư tiền một chút thôi là làm chương trình này chương trình kia sạch nhách luôn.
mà ăn thì y gan chút trong chùa ăn ngồi ít hơn họ nữa. Sống bình thường, phòng ốc cũng như họ thôi, phòng như đứa còn nhỏ hơn. Đây là cái bàn thuyết pháp, đây là cái bàn giường ngủ, quá nhỏ không, chật cứt. Nên từ nơi đó mà mình nhận thức được thì tự nhiên mình thấy đúng là mình được gặp ngôi Tam Bảo, nó quá ý nghĩa, nó quá ý nghĩa cho mình. Mà mình không biết trân quý thì đúng là mình quá dại khờ. Nên đứa có thường khuyên các anh em trong chùa, cứ ở đâu nỗ lực lo tu, nhiệt tình hết mình đi, mọi điểm đậu tràng mình đừng ở lăng xăng, dòng do tâm quắc. Còn muốn làm cái gì, xin cái gì phải suy nghĩ cho thật là kỹ, hãy xin. Lời xin của mình ra là nó có trọng lượng, chứ đừng có tùy tiện. Đừng có đụng cái gì cũng muốn làm, hao tiền vô ích. Cái gì cần thiết trọng tâm làm, suy nghĩ cho thật kỹ để mình trưởng thành. Nhớ suy nghĩ cho kỹ để trưởng thành nha. Còn nếu như mà mình suy nghĩ không kỹ, mình tùy tiện, mình theo cảm tính, mình tự nhiên, xin được thì được, không được thì thôi, vậy mất uy tín lắm, không đặc biệt chút nào. Nên mình còn khỏe, mình không chịu nỗ lực làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, đợi đến khi tai nạn đến, chết nằm đắp chiếu gì, rồi lúc đó mình hối hận. Ăn tổ nghe nói câu, hôm nay thấy người chết lòng ta thấy ngậm ngùi, đời người ai cũng chết ngày mai đến ta thôi. Đời người ai cũng chết ngày mai đến mình, tại sao hôm nay mình không nỗ lực làm việc thiện việc tốt? Cái cơ hội lâu lâu mới được tổ chức chương trình khiếm thiện làm. Đây là cơ hội để mình tu phước tu duyên, cơ hội này lớn dữ lắm quý vị. Cơ hội đi tu phước tu duyên, bỏ đi cơ hội này không biết chừng nào mình làm được kết duyên cái đó với con người. Trong kinh Phật nói rằng, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ như ta. Đã là nói như vậy rồi thì mình kết duyên với chúng sanh là kết duyên với những vị Phật sẽ thành. Chừng nào họ thành kể họ, nhưng mình kết duyên những vị Phật sẽ thành. Giống như có một người xuất gia tu đạo này, thường có đi đến cái nhà đó là cái cô nương này, cô đem đồ cúng dường ra, cô cúng liền. Rồi bao nhiêu đủ rồi, ngày đi vô trong núi rừng, ngày ngồi thiền định. Ngày thiền định đến một ngày thì ngày chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán thì ngài mới quán cơ của những người có nhân duyên với ngài gần nhất để giúp ngài thành tựu con đường giải thoát. Thì ngài quán cơ, ngài thấy rõ ràng mình trong cái kiếp đó tu hành, đến nhà đó là được cô gái làm thuê nhà đó cúng dường cho để có cuộc sống để tu vậy thôi. Sau này cô gái đó bị vu oan giá họa là ăn cắp tiền chủ, cô buồn khổ quá, cô thắt cổ tự tử chết. Khi cô thắt cổ tự tử chết thì cô đọa vào cảnh giới của quỷ đạo, cứ là một tuần nó quay là tự tử tiếp tục hoài khổ. Thì người xuất gia này chứng quả A La Hán, quán cơ nhìn thấy rõ ràng cô gái này có duyên với mình, thị hiện đến gia trì cái cảnh giới mà cô đang đọa trong quỷ đạo. Ban đầu vừa gặp thì cảnh giới quỷ đạo của cô, con người cô nhìn kinh lắm, hung bạo dữ dằn. Thiết cho cô nghe bài pháp, dùng năng lực tu hành để gia trì cho cô, để dịu cái tâm. Xong dạy cho cô, khi ông dùng danh hiệu Phật ông niệm lên thì lắng nghe và chân thật niệm theo. Niệm là gia trì cho cô đó, cô niệm theo là được tiếp nhận giáo pháp tịnh độ. Thì cô hồn quỷ này tiếp nhận nghe lời, thì ông dùng công phu niệm Phật, ông niệm gọi là niệm Phật diệt tội vậy. Niệm cô này thành tâm thành ý niệm theo. Cảnh giới quỷ đạo này vừa niệm Phật buông tâm hận thù một cái, vừa buông cái tâm hận thù cái là gương mặt trở lại hiền liền. Rồi sự gia trì của ông niệm Phật cho, tiếp nhận niệm được tiếp dẫn giảng sanh, niệm Phật diệt tội. Còn ông quán cơ tiếp tục, ông nhìn thấy ông là người tu đi vô trong cái miếu nhỏ để che mưa, thì trong đó có một chàng trai này lúc còn trẻ là một công tử nhà giàu, ăn sung mặc sướng, ăn chơi cha mẹ nói không nghe, xài tiền sạch
xẻ tiền gia đình hết luôn, cuối cùng trở thành kẻ ăn mày, thấy không? Nhân quả xác thực. Còn trẻ mà ăn xài hỗn ẩu hung dữ quá, hết phước, sau này lên đi ăn mày thì trở thành một con người ăn mày. Trong cái ngày xưa là công tử ăn mày khổ đau, còn nổi một bú cái bên kia, nghiệp duyên nó đến nổi bú bự cái bên nhìn thê thảm. Người xuất gia này vô ngay chỗ đó thì còn hù dọa người xuất gia này, đó là ác nghiệp. Còn kêu người xuất gia này phải đưa đồ ăn cho ăn, nhưng người xuất gia đâu có đồ ăn gì đâu, có mấy củ khoai lang đưa cho ăn luôn. Khi người xuất gia này giảng đạo cho nghe thì buông lời chửi mắt. Khi cái người đó chết đi, đọa làm con chó. Người xuất gia này quán cơ nói, nhờ người này mà giúp cho mình tu hành nhẫn nhục ba la mật, cảm ơn. Đó là thượng duyên đến giúp, mà nghịch duyên cũng đến giúp được. Lợi dụng có vật hiệu để gia trì cho con chó này. Hãy nhớ lại những đời quá khứ ngươi là ai, nhớ lại thổn thức tâm can, đau lòng vô cùng. Dùng thần lực niệm Phật để gia trì, nhớ lại những kiếp quá khứ khổ đau, nương vào bổn nguyện niệm Phật niệm lên, được tiếp dẫn vãng sanh. Nên mỗi một con người chúng ta gặp tịnh độ là pháp đại tù thắng, pháp cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh. Từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta phải chăn quý với môn tịnh độ và chăn thật niệm Phật, quyết chí đời này phải về cực lạc. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả đại chúng trong chùa, hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe được tịnh độ rồi nên vui vẻ niệm Phật trong mọi lúc mọi nơi, gặp sự cố trở ngại gì cũng niệm Phật, chăng thật tin có Phật hiệu mà niệm đi. Và nghĩ mình ở thế giới Tây Phương cực lạc phải niệm Phật, mình phải về cực lạc. Mình phiên người ta không nghe, bây giờ mình chăng thật niệm Phật về cực lạc. Về cực lạc rồi thường nguyện trở lại độ sanh dễ hơn, không còn bị thối chuyển, vì lúc đó mình là Bồ Tát nhất sanh bổ sư. Hồi nãy có một cô này, cô nhắn tin hỏi những đức chỉ dẫn cho cô về phương hướng con đường để cô tiến tu. Cô nói rằng cuộc đời cô có gia đình, có ngay một người chồng cũng không được lành mạnh đặc biệt. Khi có hai đứa con thì vợ chồng chia tay, chồng thì cũng không được chân chính gì mấy, nên cuộc đời của cô khổ, cuối cùng phải nuôi hai đứa con. Nghĩ rằng là nuôi hai đứa con sau này con không lớn cũng nhờ giả con, nhưng khi con lớn lên thì nó lo đi kiếm tiền, không cần ngó ngàng đến cô, mà cũng không gỡ tiền cho cô gì hết. Bản thân của cô nghe được Phật pháp, tính ra cũng gỡ tiền bảo hiểm nhân thọ gì đó, thì thời gian nó là 9 năm, nhưng cô đã gỡ được hình như 3-4 năm gì. Bây giờ nếu như cô rút ra để đi tu thì khoản lỗ cô rất là nhiều. Nên từ đó mà cô hỏi những đức cho cô lời khuyên. Mục tiêu chúng ta là khi chưa biết đạo, nghĩ rằng tuổi già không nương cậy vào con cái được, thì mình có tiền để dưỡng già, có được đồng tiền trang trải cuộc sống, dưỡng già, dưỡng bệnh, và đến khi chết hậu sự. Cả đời của người đa phần ai cũng dính vào chỗ này. Vậy thì nếu như mình gặp một cái nơi tu hành lo lắng cho mình, mình nương náu vào chỗ đó để mình sống những ngày tháng còn lại rất ý nghĩa. Mỗi ngày niệm Phật, dưỡng cái tâm cầu giải thoát. Còn ở cõi này thì còn bao nhiêu cái khổ, bao nhiêu cái bận tâm, bao nhiêu cái lo. Nhưng tất cả cái khổ, cái lo của chúng ta trong cuộc đời này
Cái quan trọng nhất mà lo hoài lo không xong, cơm ăn áo bằng, cuộc sống rồi ăn uống rồi vui chơi, chỉ bao nhiêu đó thôi mà con người cả đời phải đi tạo nghiệp để lo cho cái nghiệp, rồi chết đi đọa lạc. Vậy thì giờ mình nghe được Phật pháp rồi, mình dưỡng cái tâm để tu giải thoát cuộc đời. Gặp chồng thì cũng khổ, con thì cũng bỏ rơi. Vậy thì cuộc đời con người mình đến lúc nợ trần gian này mình trả cũng gọn tương đối, nên cơ hội mình được đến ngôi Tam Bảo. Còn đối với đồng tiền mình đóng vào, khi mình rút ra mà nó không đủ cái số tiền mình bỏ vào, mình còn lỗ rất nhiều. Người học Phật chúng ta không dùng danh từ lỗ, mà là đồng tiền đó mình đã từng thiếu tất cả chúng sanh, thế giờ đến lúc phải trả lại cho tất cả chúng sanh. Còn bao nhiêu dùng bao nhiêu, chỉ cần có nơi nương náu tu hành đến khi cuối cuộc đời hướng đến giải thoát. Đây là giá trị hạnh phúc lớn nhất, góc độ phải nhận thức cho sâu sắc. Đồng tiền đóng vào đó vì người chúng ta không biết tu, để nghĩ rằng sau này có tiền để dưỡng già dưỡng bệnh và chết khi lo hậu sự. Vì thì chúng ta gặp được một nơi mà lo lắng cho chúng ta hoàn toàn, mà sống những ngày tháng có ý nghĩa, làm những việc có ý nghĩa. Vì thì việc này mình nên để lên bàn cân suy nghĩ, chọn khuynh hướng nào. Nếu quý vị hỏi Như Đức, thầy chọn như thế nào? Như Đức nói rằng cuộc đời đã khổ quá, gặp nhiều sự trắc trở quá, mấy chục năm cuộc đời cuối cùng nhìn lại cho ra nhiều nhưng lấy lại được bao nhiêu. Cơ hội được nghe Phật pháp, Như Đức sẽ chọn con đường nương dựa ngôi Tam Bảo, nương dựa Phật Bồ Tát, để sống những ngày tháng còn lại an vui, hạnh phúc, hướng về thế giới cực lạc. Nếu như hỏi Như Đức sẽ chọn như vậy, vì không có để mất thời gian nữa, để mất thời gian vào cái việc tằn tạo kiếm tiền, để rồi bỏ vào để tương lai được rút ra để dưỡng già dưỡng bệnh gì, và lo cho cái chuyện hậu sự khi chết. Vậy thì bây giờ mình tu học niệm Phật cũng có người lo hết, sống an vui tự tại, nương dựa ngôi Tam Bảo, làm công quả, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Con đường này chắc chắn người hiểu biết nhất định sẽ chọn con đường nương tựa ngôi Tam Bảo, chắc chắn. Nên mỗi một con người chúng ta đến với cuộc đời này, mình gặp Phật pháp là quý lắm quý vị. Phật pháp có thể cứu cuộc đời chúng ta, như những Đức thường nói rằng Phật pháp cứu cuộc đời những Đức, đã giúp cho những Đức thay đổi số mệnh cuộc đời và cho những Đức những ngày tháng sống có ý nghĩa tuyệt vời lắm. Nên Phật pháp là đặc biệt số một. Nhất là bây giờ chúng ta gặp được những ngôi Tam Bảo có tu hành và thương yêu lo lắng nhau như người trong một đại gia đình. Đây là hạnh phúc quá quý vị. Với cái cuộc sống cơm áo gạo tiền bây giờ, với xã hội bao nhiêu con người khổ, có khi làm ăn thì thấy lớn vô cùng nhưng nợ cũng chồng chất. Có những người gần hết cuộc đời của họ suy nghĩ thủ đoạn kiếm tiền vật chất, tạo bao nhiêu cái nghiệp để có được sự nghiệp, tạo bao nhiêu cái nghiệp để có được sự nghiệp. Nó dễ hiểu là tạo bao nhiêu cái tội để có sự nghiệp, rồi có sự nghiệp xong rồi tương lai sẽ đọa tam đồ ác đạo. Vì sao? Ôm chấp giữ gìn. Giống như có vị cư sĩ này cũng rất là quý mến Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, khi còn tại thế dẫn Đại Lão Hòa Thượng đến cái tủ bảo hiểm, mở tủ bảo hiểm ra cho ngài coi châu báu, vàng bạc kim cương hột sòn. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài coi xong ngài hỏi: bộ ông có nhiêu đây hả? Ông kia vô cùng kinh ngạc, tưởng đâu Hòa Thượng có rất nhiều. Thì ông hỏi lại: ồ, bộ Hòa Thượng có nhiều lắm sao? Hòa Thượng Tịnh Không nói: tôi có rất là nhiều. Cổ cải của ông để đây không làm việc thiện việc tốt gì hết, lâu lâu đến mở tủ ra ngó nhìn sờ mó, xong rồi đóng tủ phá cửa lại. Như vậy thì tất cả vàng bạc đá quý
của các tiệm buôn bán. Tôi cần đến tôi nhìn, tôi kêu đưa cho tôi coi sờ mó xong tôi đi. Vì thì cổ này cũng của tôi, muốn đến coi lúc nào không được. Đại lão hòa thượng ngài nói rằng ngu si hết chỗ nói, không biết tạo cái cầm theo, đi tạo cái để mà bo bo giữ gìn phiền não. Khi hiểu đạo rồi, quý vị nghe những câu này hãy bình tĩnh suy nghĩ cho thật kỹ. Con người, người ta thế gian ta nói câu là có tiền mua tiên cũng được. Tại sao có nhiều người khổ khi giàu sang mua tiên được không? Quý vị chỉ hưởng được cái niềm vui nhất thời thôi, mà niềm vui này có tác dụng phụ cực kỳ lớn luôn. Có những người nghèo thì tạo nghiệp nhỏ, giàu thì tạo nghiệp lớn. Hãy bình tĩnh suy nghĩ cho thật kỹ. Có những người làm một công việc gì đó lúc chưa hiểu đạo thì gian lận hoặc là thủ đoạn, đã kiếm được rất nhiều tài sản. Nhưng khi kiếm được tài sản xong rồi, lúc đó cảm thấy bất an vì sợ mất tài sản. Có tài sản tạo một đống nghiệp ác, rồi giữ gìn tài sản sợ mất tài sản, thì cũng phải suy nghĩ bao nhiêu thủ đoạn để giữ gìn tài sản. Khi Đức Phật còn tại thế, ngài đi khất thực với Tôn giả A Nan, thì Tôn giả A Nan gặp một cái lọ vàng, giống một cái hũ đi để vàng thôi. Tôn giả A Nan bạch cùng Đức Thế Tôn, đây là nguyên một cái hũ toàn là vàng không Đức Thế Tôn ơi. Đức Phật nói rằng để đại đó đi con, không cần ngó ngàng đấy, đó là rắn độc. Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói như vậy, thì Tôn giả A Nan nghe lời Phật để thí đại. Thì có 3-4 người đi ngang gặp. Khi gặp được hũ vàng gì, người nào cũng muốn chiếm sở hữu của mình riêng biệt, tìm bao nhiêu thủ đoạn. Mà 3-4 người đó là vai trò bạn bè, nhưng khi gặp vàng thì thay đổi tình bạn, thủ đoạn từng người giết nhau để muốn chiếm vàng ra. Vì thế Đức Phật nói rắn độc. Có khi chúng ta chưa có tiền nhiều, con người chúng ta lại có tình cảm, sống có đạo đức. Nhưng khi có tiền bạc vật chất lại thay lòng đổi dạ. Có không quý vị? Có mà. Nên có người mình biết tu rồi tự nhiên biết đủ cái thường vui, biết đủ cái thường vui của cái vật chất mà nó làm cho chúng ta phải ăn không ngon ngủ không yên gì đó. Không có thì cố công đi tìm, có rồi thì sợ bị người ta lấy. Nên khi mình nghe đạo rồi nó giải tỏa tâm tư của mình, thì mình nói rằng của địa trả thiên, của thiên trả địa, vậy thôi. Nếu nó là của mình thì nó là của mình. Nó không phải là của mình, dù mình có cố gắng giữ gìn nó cũng không thể nào ở bên mình được. Cái định luật nhân quả mình phải hiểu cho sâu sắc, phải hiểu cho thật là sâu sắc. Tu hành nghe đạo rồi cởi mở tâm tư. Những đứa thường nói câu đi chậm chắc, đi chậm chắc. Có những người, người ta vừa nghe Phật pháp, ta ngưỡng mộ Phật pháp lắm quý vị, nhưng người ta lại vội vàng nên người ta thất bại. Người ta vội vàng là thất bại. Vội vàng là nghe người này nói này, người kia nói nọ. Rồi có khi học Phật lại thành ra học gì? Học danh tiếng, danh lợi tiếng tâm. Học Phật học ra danh lợi tiếng tâm. Có những người học Phật quý vị biết rằng là họ thích đi theo những người nổi tiếng luôn này kia. Cuối đời quý vị, cái người nổi tiếng giúp quý vị giải thoát à? Chưa chắc. Cái pháp tu nó mới là giúp mình an vui giải thoát. Con người mình á, ở ngoài đời cũng vì bị danh lợi buộc ràng, tài sắc danh thực thì, những con rắn này nó buộc lại. Khi mình nghe đạo rồi thì tự nhiên mình chạy theo người nổi tiếng cũng là danh lợi nữa. Cuối cùng mình cũng là làm con rối đối với tài sắc danh thực thì. Đời cũng vậy, mà bước vô đạo cũng đi rang luôn. Thì con người mình thua rồi, không có góc độ. Nên trong nhà Phật có nói câu là nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu cái gì? Có tồn tại đâu. Bao nhiêu con người đã đi qua rồi, tồn tại đâu. Mình đặt vấn đề chỉ cho nặng nề trong lương tâm mình. Nên tại sao những đức làm bao nhiêu việc mà những đức vui vẻ thuyết pháp cho quý vị nghe? Thì có duyên làm thì làm hết mình thôi.
Nhưng Đức cũng đâu có tiền gì đâu mà quanh năm xài tiền quá trời luôn, dùng cho chúng sanh không. Còn có những người tiền bạc đã rất nhiều, người ta đã không dám xài, là bo bo giữ gìn sợ ăn trộm ăn cướp không. Nên mỗi một con người cái góc độ nhìn của mình thấu được bao nhiêu thì sẽ buông được bao nhiêu, tùy góc độ nhìn thấu của quý vị. Phải nhớ, thí dụ như lúc trước mình đã từng tạo nghiệp chướng rất là lớn để tạo ra một số tài sản lớn. Bây giờ mình nghe đạo rồi, chúng ta hiểu cái gì của mình đó là của mình, cái gì không của mình dù bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa cũng không vào tay mình được đâu, mà còn có tác dụng phụ. Thà mình mỗi ngày sống bình an, sống vui vẻ, niệm Phật, cái gì tu thiện tu phước làm được tốt thì cứ làm đi. Giống như câu chuyện như Đức đã từng kể, thầy sẽ xấu coi ông quan này là sau này ông sẽ chết đói. Chết đói. Nhà vua quý thương quan này nên cho ông dùng đất, cho ông đúc tiền luôn. Khi ông có tiền rồi, ông bo tiền, ông không làm thiện làm tốt gì hết. Trong mạng ông có cái này nhưng không dùng được. Thì vị biết rằng khi nhà vua mất đi, con vua lên ngôi, thì người phía sau nói này nói nọ, vua con thay đổi chính sách, dọn ông quan nó luôn. Ông quan nó bị tịch thu tài sản hết. Cuối cùng ông đi xin ăn, đói quá nằm ở ngoài chợ chết. Chết đói giữa đường. Nên có người mà có của cải trong tay mà biết tu phước tu duyên, đây là người thật sự thông minh, có trí tuệ. Những đứa không có tiền bạc nhưng mà có cái duyên, người ta cúng dường đem cái duyên tiền bạc này đi làm việc chúng sanh, càng làm càng phước báo tăng lên. Nên tâm trạng những đứa rất là an lạc, rất là vui vẻ. Những đứa tin 100% cái gì của mình nó sẽ là của mình, cái gì không của mình dù có đi giành giật cái chăng nữa không được, mà còn mang thổi. Nên tất cả Phật tử khi nghe gì rồi tâm trạng thoải mái lắm quý vị. Con người chỉ có 3 buổi cơm thôi mà, có bộ đồ 2 bộ đồ bạn là được rồi, sống những ngày tháng tuyệt vời, an lạc và tự tại. Chúng ta đừng nên bị cái danh lợi buộc ràng. Nhiều người học Phật cũng tội nghiệp vô cùng. Phật kêu mình nhìn thấu bị danh lợi, mình thì bị nhìn bị danh lợi buộc vô cứng để khổ đau. Nên lúc trước mình tạo nghiệp mình không hiểu, mình có được một số tài sản. Bây giờ mình biết tu hành, mình nghe đạo rồi, mình biết dùng tài sản này tu phước tu duyên. Còn nếu như nó mất đi thì thôi, giống như câu nói của thiên trả địa mà của địa trả thiên, nó đã là không phải của mình mà, nhưng mà biết dùng nó để tu phước tu duyên thì tức khắc nó vào mạng của mình. Tại vì cái tâm mình tu phước tu duyên, ngày xưa là mình không hiểu nên mình làm ác, bây giờ mình hiểu rồi mình không làm ác nữa, mình biết tu phước tu duyên thì đó toàn bộ quy phước gì mình hết. Rồi tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, quá đặc biệt. Sống là việc này quý vị làm vì sẽ rất tự tại, vì tuổi già, tuổi già quý vị rất là tự tại. Nên cái gì mà có duyên làm được thì sẽ tới à. Còn cái gì chưa có duyên đừng có phan duyên, cứ đúng với lương tâm mình, nhiệt tình hết mình đi. Con người khi làm một việc gì lớn là phải cần hội phước lớn lao nhé, hội tụ phước báo lớn thì mới làm được. Thí dụ quý vị muốn xây một ngôi chùa hay làm một cái gì việc thiện việc tốt, nó hội tụ nhân duyên phước báo rồi mới làm được cái việc đó. Rồi chúng sanh ở địa phương nó hội tụ nhân duyên phước báo, quý vị cũng hội tụ nhân duyên phước báo, mới kết hợp thành hình ra một ngôi Dạ Lam giúp cho người ta tu. Có những người, người ta có thể có duyên xây một ngôi chùa nhưng người ta không bao giờ có được nhân duyên khuyên người tu, thì chỉ là giữ chùa thôi quý vị. Nên những đức nói rằng những người có chùa mình không có duyên rủ con người, quý vị nên tạo điều kiện cho những người có duyên rủ con người đến tu. Những đức ấy, nhìn thấy cái cô này, cô Thí miền ngoài, hiện tại cô có bầu bụng cũng bự, có chồng con mà. Thì vị biết rằng một bà bầu mà bữa 34 1 tháng 5 bà tổ chức, người ta cũng mấy trăm người đến để cùng tu chung. Bà làm như thế nào? Cho người ta niệm Phật, cho người ta nghe Pháp, đi rang chùa mình luôn, cho người ta lễ Phật. Khi cúng đĩa thực quý vị, bà thu âm cái điệu cúng đĩa thực của những đức lại. Khi những đức cúng thì cô ngồi, cô hốc gạo, cô giải nè, giải. Những đức nhìn, những đức xúc động vô cùng,
nhìn rất là xúc động luôn. Nhưng Đức nói trời ơi sao làm gì hay vậy thầy, làm đơn giản như vậy mà người ta về vài trăm người để cùng tu với cô, trong khi một bà bầu. Nhưng Đức nhìn bà một cái, như Đức nói mấy anh em bên cạnh, như Đức nói thấy không, vì mà nhiều người cả xuất gia không làm được như bà bầu, không có duyên được như bà bầu. Không phải là không có duyên mà không chịu nhìn nhận đơn giản mà làm. Cả xuất gia cũng làm không được như bà nữa. Có nhiều người xuất gia lông nhông chứ làm gì làm được như bà. Nó cả huynh đệ mà bên cạnh những Đức luôn, lễ lọc gì mà cũng không làm được như cái bà này nữa. Bà đơn giản thôi, bà đem bài giảng như Đức cho người ta nghe, rồi bắt điệu lễ Phật cho người ta lễ. Bà đứng và sắp xếp số việc sơ sơ. Khi cúng đĩa thực, bà cầm gạo và giải. Bà không cần cúng luôn, bà những Đức cúng, bà cầm gạo và giải. Coi cái nói đúng là đơn giản mà người ta làm được chuyện. Thấy không? Bầu bi mà dí mà nhiệt tình làm gì đó. Những công đoạn này những Đức chia sẻ chú Tâm Nhiên ông quay như lấy những công đoạn đó ghép vô cho vị coi. Một bà bầu mà hướng dẫn người tu đông vậy. Nhưng nhớ mình làm được điều đó, mình phải gầy dựng cái tâm tu của mình cho cực kỳ mạnh. Dù sau này không ai đến tu, mình cũng phải gầy dựng mình tu. Cái chuyện tu là cá nhân mình lợi ích mà. Nên từ nơi đó đó, nhiều Phật tử bây giờ mượn chùa quý thầy rồi này kia. Quý thầy thấy gì quý thầy cũng đứng ra để sắp xếp luôn. Tại vì mình xây một ngôi chùa mà được nhiều người về tu mình mừng chứ. Chùa mà xây xong không ai về tu chứ. Chùa này là xây làm gì? Ý nghĩa gì? Thí dụ như bây giờ ở đây xây dựng xong người ta về tu ào ào. Nó là ít lớn, rõ ràng xác thực. Nên mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này, cái gì làm thiện làm tốt được làm đi, nhiệt tình hết mình. Bữa nay thứ sáu, mai thứ bảy, ngày mai chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị đấy. Nghe báo là bữa nay cái lượng người đăng ký cũng gần 4.000 người. Còn phát sinh mà đi mà các đoàn này kia chưa tính hết được. Họ phát sinh đăng ký cũng gần 4.000. Sao? Cơ hội mình tu phước tu duyên quý vị. Thế là cơ hội như Đức nói. Những Đức mà là như quý vị có tiền là như Đức đổi tiền để cho người khiếm thị liền. Hoặc ở xa khắp nơi nơi thì hùng cùng làm những Đức. Thì những Đức cũng gom góp từng chút những Đức làm chương trình. Thuê xe cho họ, rồi cho tiền xe họ. Trong lòng những Đức thấy bây giờ ở ngoài cũng có dịch bệnh chút đỉnh. Cho họ đến nhắc họ một cái. Con người mình học Phật mới bị hiểu rồi. Cái gì nó đến với mình thì nó đến với mình. Nhưng mà đối với chúng sanh, mình nhắc họ một cái thì sau này lỡ họ có bệnh gì chăng nữa, họ cũng nhớ lên lời của mình, cố gắng niệm Phật. Cái tâm như Đức gì mà tranh thủ tổ chức chương trình khiếm thị luôn. Đúng là mới lễ đây mà khi ngồi trên sống còn đau mà những Đức làm những việc này. Những Đức muốn nói lên điều này cho quý vị nghe để làm chi? Để mỗi một con người chúng ta nên trân quý những thời gian cuộc đời mình đang được làm việc thiện việc tốt, hết lòng hết dạ mà cùng làm, tạo một nhân duyên giúp được con người. Ở đâu mà quý vị tập trung người mù về đông gì, đây là cơ hội mình tu phước tu duyên. Nên mỗi một con người chúng ta học Phật là học cái gì? Tin sâu nhân quả. Mà đó là tin sâu nhân quả rồi thì tâm bình định liền. Tin sâu nhân quả thì tâm bình định. Nên đặc biệt sống những ngày tháng vui vẻ, tự tại. Sống những ngày tháng có ý nghĩa trong cuộc đời. Chùa chúng ta giờ 3-4 điểm. Khi sau này còn mọc lên thêm. Cái thành công của chúng ta là mỗi vị trí nào lo vị trí nấy cho thật tốt. Còn trên là hòa thượng xây chùa, kế là những Đức quan sát lo lắng hết cuộc sống. Mỗi điểm chùa đều có quy tắc cho nó đặc biệt. Những Đức thường khuyên các cụ trong chùa, các cụ ơi, cuộc đời con người mình mấy chục năm mình đã tu dễ quá rồi các cụ. Bây giờ mình được đi vô ngôi Tam Bảo, được nương tựa gì, ngôi Tam Bảo phải cần có quy tắc. Có quy tắc mình mới ở được, nếu không có quy tắc thì sao chúng ta ở đây. Nên mong đại chúng trong chùa giúp những Đức một tay, giúp cho quý thầy quản chúc cho tốt. Chùa chúng ta, như Đức kể nhiều lần cho quý vị nghe những câu chuyện gần gũi nhất. Như bên Hộ Pháp ngày xưa, như Đức mới đến đây, chùa cũng có một cái phòng thuốc quý vị.
có người phát thuốc. Thì những đứa thấy sáng nào cũng có khoảng 30-40 người đến khám. Sáng nào cũng có những đứa ngồi quan sát. Từ từ những đứa thí nghiệm thử, dứt thử 2 ngày trong một tuần thứ. Thì 2 ngày đó bình thường. Dứt thêm ngày nữa là 3 ngày thứ coi sao cũng bình thường. Rồi từng ngày lên, tôi cuối cùng còn cái chủ nhật. Thì chủ nhật cũng 40-50 người đã đến để khám, lấy thuốc. Xong những đức dẹp luôn ngày chủ nhật. Rồi bây giờ chùa chúng ta đâu vào đó hết luôn. Duy trì ổn định hết. Rồi các cụ càng ngày càng khỏe nữa chứ. Tâm về uống thuốc này kia các cụ mất tiêu luôn. Nên những đức nói Phật tử mà ở ngoài mà tùy tiện đem thuốc vô mà phát cho các cụ. Đây là quý vị đi ngược lại tư tưởng của người ta trong chùa. Ban tổ chức mà gặp được là quý vị kẹt lắm, không dẫn đâu. Tùy tiện, tùy ý, không biết cái gì hết. Người ta lo cho bao nhiêu người già đây, không lẽ người ta không thương. Nhưng mà cái thương người ta là cái góc độ sâu sắc nhìn nhận. Nên tại sao chùa mình nhiều người già mà khỏe làm gì? Do không nghĩ thuốc mà ra. Người nào mà nghĩ thuốc là người đó bệnh te tua thả tớ. Nên tất cả các cụ, mỗi điểm đạo tràng mấy thầy phải gầy dựng rõ ràng cho các cụ. Như bên chùa mới kế đó là phòng khám đa khoa Đại Tùng Lâm. Có những người vô cộng tu này kia muốn mua thuốc uống này kia, sát bên chạy qua cũng được. Vậy mà có những người nói rằng ở đây bán thuốc uống hết tầm bậy. Và thường mà ngày nghe được, ngày gầy chứ mà biết. Nên bên đó, quản lý bên chùa mới nhé, bà nào cộng tu đồ này kia mà có tiền chạy qua mua thuốc thì bên đó đó. Còn cái việc mà đòi đi chỗ này chỗ kia, thường trụ mà nói đòi đi chỗ này chỗ kia khám bệnh mua thuốc uống, Nhân Đức đưa lên câu cho ban tổ chức làm việc này nhé. Người này không chấp hành quy củ trong chùa. Nếu như quý vị muốn sống theo cái lối sống gia đình mình thì nhà chùa sẽ mời quý vị về nhà. Vì sống theo cái gia đình quý vị đi. Hãy bình tĩnh suy nghĩ nghe lời Như Đức nè. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn ngủi nữa cuộc đời mình sẽ ra đi, không ai hộ niệm quý vị, không ai giúp quý vị con đường giải thoát, quý vị sẽ đi về đâu? Tại sao bây giờ quý vị không gầy dựng đi? Tại sao quý vị không gầy dựng? Nên có câu rất là hay nè. Giả như lúc bình thường không nương tựa ai với đạo Phật, không có tập luyện. Tập luyện cái gì? Tập luyện xem sự sanh tử nhẹ nhàng. Bệnh đau một chút là đi tìm thuốc, tìm bác sĩ. Vậy thì không rèn luyện rồi. Khi chết không có chủ trương đi về đâu, vì thiếu chủ trương đi về đâu. Nhưng người ta mỗi ngày người ta khuyên mình niệm Phật, cầu sanh cực lạc là người ta đưa mình có chủ trương. Giống như những đức mà nói chuyện với người trẻ tuổi trong chùa mình là đưa lên chủ trương cho họ đó. Vì sao những đức thường gặp cái nhóm trẻ làm việc trong chùa mình hoài? Vì như đức hỏi có quý vị có trở ngại gì không? Không lẽ đợi họ trở ngại mới giải quyết. Mình hỏi họ có sự trở ngại gì không? Khi làm việc chung với nhau có cái gì hiềm khích không? Có một chút. Những đức giải tỏ liền, cho hai người hòa nhau liền. Đó là cái cách mà những đức gần gũi với chúng. Chúng mình đông mà chị em hòa thuận là không đợi đến lúc phải phiền não nhiều mới giải quyết. Mà vừa mới một chớm nở nho nhỏ thôi là giải tỏa liền. Đây là cái đặc biệt. Nên các cụ thời gian mình ngoài đời mình đã tạo nghiệp nhiều quá. Bây giờ đi vô chùa còn không biết quý trọng ở trong ngôi Tam Bảo thì uổng cuộc đời tu của mình. Nên cái cụ nào mà ở trong chùa mà thích sống như cái kiểu ở nhà mình, tùy tiện muốn đi đâu đi, không chịu theo cái tổ chức của chùa, hoặc là không chịu rèn luyện cái tâm giải thoát, thì ban tổ chức cứ mời cụ đó ra, điện thoại cho con cái, cụ muốn về nhà xong mấy anh em cứ sắp xếp đi, cứ làm đúng vậy đi, để chùa mình nó có một cái khung, có một quy tắc ổn định. Hòa thượng xây chùa rất là cực, chúng ta là người có công giữ chùa thì mình phải nhiệt tình lo cho chúng, nhiệt tình hết mình. Nhưng đã nhiệt tình lo cho chúng rồi phải nói chuyện chúng mới nghe, tại người ta nhiệt tình cực lực. Quý vị coi đông như vậy, những đức nhiệt liệt hết mình, khô hơi cạn tiếng, ngồi thuyết pháp đến mức đau xương sống luôn. Người ta cúng được chút đỉnh, đi đâu cũng người ta đưa chút gom góp lụm đem về, gọi là đi tìm mồi đem về. Mà mình vô ngôi Tam Bảo còn không biết cảm ơn, có khi mình không chịu suy nghĩ kỹ.
sanh con nuôi con không lớn để của cải hết lại cho con, mà có khi sống với con cảm thấy còn không được thoải mái vui vẻ như ở chùa. Nhưng mà mình được đến chùa mà mình còn không biết chăm quý, đây là điều mình thiếu góc độ. Nên những đức nhận thức rõ ràng hướng dẫn quý vị đó. Nếu ai thấy rằng sống trong ngôi tam bảo khó khăn quá, đã tiếp nhận Phật pháp rồi, quý vị cứ về nhà niệm Phật. Nhưng nếu vì suy nghĩ kỹ, về nhà mà con cháu mình cuối đời hộ niệm lo lắng cho mình, hậu sự như ở trong chùa này, thì bây giờ đi. Còn nếu không được như vậy, vì nên suy nghĩ cho thật là kỹ. Thời gian của mình không còn bao lâu nữa, thầy sắp xếp chỉ dẫn mình, yên tâm đi, mình sẽ được kết quả rất lớn. Phải càng nương tựa ai với Đạo Phật và có chủ trương đi về đâu. Như vậy thì mình mới có thể giải thoát. Nếu không thì vẫn phải tiếp tục luân hồi. Nếu như nghiệp ác nó phát động dẫn xuống tam đồ thì phải chịu khổ đến ngàn vạn kiếp trong ác đạo. Đó. Thời gian mình không còn bao lâu nữa, gầy dựng trong ngôi tam bảo tu hành niệm Phật. Chứ nếu không nó đọa tam đồ ác đạo, khổ đau cùng cực lắm. Đại chúng ơi, cố gắng đại chúng. Học tử ngoài đời lo làm ăn cực khổ gì cũng phải cố gắng niệm Phật. Không có được giải đãi nghe. Không có được buồn giận người để trong tâm. Cả người trong chùa học Phật tử nhớ nghe, buồn giận người để trong tâm là một cái việc làm cực kỳ ngu. Nhớ, buồn giận người để trong tâm là một việc làm cực kỳ ngu, cực kỳ dài. Không nên làm việc này đâu. Nên sống an vui tự tại, nên tu phước tu duyên nhiệt tình hết mình. Nên làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, những gì làm được làm nhiệt tình đi. Còn con đường tu gặp được rồi, gặp được tịnh độ, gặp ngôi chùa, gặp ông thầy hướng dẫn gần gũi gì cứ tu. Nhớ, cứ nhiệt liệt mà tu đi. Đó. Đừng có dội vàng, đừng có gấp gáp. Cái gì mà chưa đủ duyên là tùy duyên quan hỷ. Cái gì đủ duyên nhiệt liệt hết lòng làm. Vậy thì đặc biệt quá. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả người trong chùa hàng Phật tử ai cũng tín nguyện niệm Phật, cả đời không thay đổi. Cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. Ai với Đạo Phật.